Hey Kiệt, run nè bố không sợ. Hello Kiệt. Run có gì đâu mà sợ. Con run nó lại đáng yêu quá. Ok. Kiểu gì rất tự nhiên nhỉ. Có đoàn quay phim chụp ảnh những nguyên thủ quốc gia luôn. Xin mời. Đấy, rồi, quá đẹp luôn. Bà chụp ảnh cho cháu. Bà chụp ảnh cho cháu con đang quay phim. Tiên kiệt đi học rồi đi bộ cái này. Sợ tuyệt vời luôn. Người mẹ đây. Bố mẹ đi cổ vũ đây. Hay quá. Bố đây. Hay quá. À, trường đấy. Quay hoa hết các thứ là đẹp. À, hay quá.